Xin chào các bạn ha. Hôm nay là mình sẽ làm một cái series các cái video để giải thích, hướng dẫn cho các bạn về cái nội dung của một cái bộ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa thì gồm những cái nội dung nào. Đó. Thì để chi tiết các cái nội dung cũng giống như là cái căn cứ để lập cái chứng từ đó, để cho các bạn có thể cơ bản về mặt lý thuyết các bạn có thể là hình dung được, hiểu được là cái chứng từ đó chúng ta sẽ sử dụng và các cái dữ liệu nào để chúng ta lập chứng từ đó, và một cái bộ hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa đó chúng ta lập như thế nào. Thì ở cái video trước thì mình có chia sẻ cho các bạn là một cái bộ chứng từ để xuất khẩu hàng hóa hoặc nhập khẩu hàng hóa đó thì cơ bản nó gồm những chứng từ nào, và cái tùy theo từng cái hợp đồng cụ thể thì cái chứng từ nó yêu cầu trong cái hợp đồng đó mà người bán phải chuẩn bị cung cấp cho người nhập khẩu á là gồm những từ nào rồi. Thì cái link của video đó mình sẽ để dưới phần mô tả. Còn ở trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là nội dung cụ thể của những cái chứng từ đó là như cái gì. Đúng chưa? Ví dụ như là trên cái invoice, là cái commercial invoice thì nó gồm những nội dung gì, và những cái cụ thể được cái nội dung đó chúng ta lập ở đâu, và vân vân, và những chứng từ khác. Thì khi đi chi tiết vào video thì mình sẽ làm nội dung cho các bạn là từng cái chứng từ cụ thể đó. Trước khi vào cái nội dung chi tiết thì cũng mong các bạn là ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ video và like video đó, cũng giống như là để lan tỏa cái kiến thức về ngành xuất nhập khẩu logistics để cộng đồng cùng tham khảo. Và có nhu cầu tham gia khảo các cái khóa học bên trung tâm đào tạo nguồn nhân lực logistics Thành Đạt thì có thể tham khảo ở cái đường link mô tả bên dưới để trung tâm có những cái tư vấn và giải đáp cho các bạn một cách là rất là chính thống cũng giống như là chi tiết nhất. Đó, và bây giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung của video. Ở trong video này mình sẽ giải thích cái nội dung các cái chứng từ để lập lên một cái packing list. Nội dung của packing list gồm những cái gì? Ở đây thì như đầu video giới thiệu ha, thì chúng ta đã có cái packing list, thì cái này cũng giống như là cái commercial invoice thôi. Cái packing list và commercial invoice thường lập chung một lúc ha. Một cái thì đại diện ghi chú ra cái số tiền là bao nhiêu, một cái là ghi rõ ra cái số lượng, thể tích, phiếu đóng gói. Đó, packing list thì là phiếu đóng gói ha. Chúng ta lưu ý đó. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là cái ngày lập packing list. Đó, chúng ta lưu ý cái này ha. Cái ngày lập packing list. Ngày lập packing list nó cũng giống như là cái ngày lập commercial invoice ha. Commercial invoice đó là yêu cầu là phải sau ngày của vận đơn. Cái vận đơn ngày này là ngày xếp hàng lên tàu được ghi trên vận đơn ha. Mình hay gọi là cái ngày phát hành vận đơn là sai. Phát hành vận đơn nó khác với cái ngày xếp hàng được ghi chú trên vận đơn. Đó. Ví dụ như để mình giải thích thêm một chút là trên vận đơn á. Bill of lading. Chúng ta có cái ngày là ngày issue. Đó. Và cái hai cái ngày gọi là laden on board. Đó, có hai ngày. Cái ngày issue bên trên á, cái này nè, là cái ngày phát hành ra vận đơn. Đấy, issue order. Ngày phát hành ra vận đơn. Cái ngày thứ hai là laden on board, là cái ngày xếp hàng hóa lên tàu, hoặc là shipping date ấy, nha. Ngày hàng hóa được xếp lên tàu. Chúng ta thấy. Thì cái ngày phát hành vận đơn nè, đó, nó sẽ khác với cái ngày xếp hàng lên tàu. Ví dụ, ngày hôm nay là thứ sáu xếp hàng lên tàu. Hôm nay mình quay video này là vào thứ sáu ha. Là ngày thí dụ hôm nay là ngày 29 tháng 12 2023, được chưa, là ngày xếp hàng lên tàu. Nhưng mà vì ngày mai thứ bảy chủ nhật ngày lễ 3 ngày liên tiếp, do vậy thì đến cái ngày khoảng 2 tháng 1 2024 thì bắt đầu chúng ta mới thấy là in phát hành vận đơn.
Thì lúc này cái issue date là ngày 2 tháng 1 24 được chưa? Nhưng mà cái ngày lay đần unborn, thì phải là ngày 29 tháng 12 đó, chúng ta phải lưu ý kỹ này đó. Nếu mà chúng ta nhận được cái vận đơn, trong trường hợp mà cái chỗ này ghi ngày 2 tháng 1 luôn, là chúng ta phải yêu cầu chỉnh sửa này, phát hành ra vận đơn theo đúng yêu cầu là ngày 29 tháng 12 2023 nha. Đấy là cái đầu tiên nói về cái ngày, nó mình giải thích thêm cái ngày này ở đây được chưa. Đó, chúng ta lưu ý. Nội dung thứ hai mà mình muốn đề cập ở đây đó là về cái tên, nó có thể là packing list hoặc là detail packing list cũng được ha. Đó, rồi cái số của bucket list là number đó. Cái này chúng ta cũng lập lên để chúng ta quản lý thôi, không gì hết. Rồi thông tin của người bán, thông tin của người mua đó. Rồi người nhập khẩu đấy, ở đây là cái hợp đồng ba bên như mình nói rồi ha, mình có cái hợp đồng ba bên là giữa bên mua bên bán và cái bên nhận hàng đó. Giống như cái bên seller này bán hàng cho bên buyer, nhưng mà bên buyer chỉ định bên seller giao hàng hóa cho consignee đó. Bên bán ở Việt Nam, bên này là ở Hồng Kông, Nhật Bản ha, đây là Hồng Kông Trung Quốc đó. Yêu cầu phía Việt Nam là giao hàng hóa sang cho Hồng Kông, người ta ví dụ như vậy. Rồi cái cảng sếp tương tự như vậy, thông tin về cảng sếp đó, cảng rỡ và tên con tàu, hình thức thanh toán. Cái chỗ là thông tin về cảng sếp, cảng rỡ này đó, port of loading, port of discharge và vessel name đó. Cái này là mình cũng có giải thích cho ông ta ở cái video về cái hóa đơn thương mại rồi. Do vậy thì chúng ta có thể xem lại ở cái phần đấy ha, chi tiết ở phần đấy đó. Rồi phần tiếp theo ở cái nội dung của packing list này mà chúng ta quan tâm, đó là thông tin mô tả về hàng hóa. Chúng ta thấy là nó khác với cái hóa đơn thương mại đó, thì ở hóa đơn thương mại là chúng ta thấy có mô tả về hàng hóa, rồi ngoài ra nó có thêm cái shipping mark hay là remark, đúng không? Cái ghi chú, rồi đơn giá đó, vân vân, rất nhiều thứ khác. Thì ở đây người ta lại quan tâm đến cái vấn đề về trọng lượng. Đó, tên hàng vẫn có ha đó, rồi cái trọng lượng, rồi bao nhiêu hàng hóa, rồi bao nhiêu bao đóng gói như thế nào, bao nặng bao nhiêu, nó tổng trọng lượng gross weight là bao nhiêu, net weight là bao nhiêu, chúng ta thấy rất rõ ràng ha. Đó, đây chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng này, tổng khối lượng là 2.000 bao, và mỗi bao nặng 25 kg, net là 25 kg gạo trên một bao, và gross weight là 25,1 kg trên một bao nha. Nếu cần thiết thì nó sẽ có cái total gross weight và net weight nha, hoặc là nó một số cái hàng hóa nó có thêm cái measurable, có nghĩa rằng là measurement là cái thể tích đo lường nó là bao nhiêu mét khối ha. Đó, về cái điều kiện đóng bao thì đây nó thấy rất là nào, đóng mới hoàn toàn ha, nó mô tả về cái điều kiện đóng bao. Ở cái commercial invoice nó không có, nhưng ở cái phần đóng gói này nó mô tả chi tiết về đóng gói đó. Rồi là package in new nè đó, rồi PP pack là cái bao PP đấy đó, với là interline là có cái chỉ may ha, may ví dụ vậy đó, vân vân, nó mô tả để ta nắm đó. Rồi ở dưới nó cũng ghi rất rõ ràng là total ha, ở dưới nó thông tin total này, grand total weight là te là bao nhiêu, là khối lượng của cái vỏ bao là bao nhiêu ha? Các cái bao 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 gạo á, bao bao để đựng gạo đấy, rồi khối lượng gạo tịnh là bao nhiêu, net weight bao nhiêu, là rod là bao nhiêu đó. Đấy là cái ta lưu ý. Và cái cuối cùng đó là chúng ta chú ý gì ở cái packing list này. Thứ nhất là chúng ta phải để ý cái ngày là packing list ha. Rồi cái thứ hai là cái đơn vị đó. Đơn vị à, nó là đơn vị đó. Đơn vị đó. Đơn vị ở đây thí dụ như nó có thể là bao, đơn vị mới có được bao, hàng bao đó, rồi hàng kiện, rồi cái chiếc bộ vân vân, rồi mét gì đó, thì mình nhớ cái đơn vị chuẩn, tại vì cái này khi mình ấy mình kê khai trong cái phần mềm khai báo hải quan mình cũng kê khai được chưa. Rồi cái trọng lượng đó, trọng lượng gross, rồi net, rồi thể tích,
Đó, đấy là những cái mà chúng ta phải phải quan tâm. Đó. Ngoài ra nó cũng có thông tin liên quan đến cái vấn đề gọi là càng đi càng đến ha, nơi địa điểm này có hết, nhưng mà mấy cái quan trọng lưu ý mình lưu ý chúng ta. Rồi và cuối cùng là chúng ta có thể đóng dấu ký tên. Được chưa? Đấy là những cái thông tin liên quan đến cái detail bucket list hay là bucket list. Thì cái này cũng lập là cái thời điểm lập nó cũng giống như là căn cứ dựa vào cái phiếu xuất kho thôi ha, như là cái commercial invoice. Đó đấy, cái đấy là mình cũng cũng chia sẻ để chúng ta nắm. Đó, video chúng ta đến đây là kết thúc. Trước khi kết thúc video thì mình cũng mong muốn các bạn là chia sẻ video đến mọi người, đến cộng đồng để cùng tham khảo, để đọc được cái chứng từ. Mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây và chia sẻ video đến cộng đồng. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi các video về chuyên môn. Mình đang lên kế hoạch là lập các cái video, series video chuyên sâu để đọc cái nội dung của các chứng từ. Như vậy là rất mong các bạn là có thể ủng hộ, chia sẻ video, đăng ký kênh. Đó, một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you.